mà mỗi lần cũng thấy là hắn đi một đoàn đoàn họ đi vô. Ồ ghê vậy hả? À, thấy luôn mà. Ồ thầy thấy luôn đó. Không, thầy không thấy mà có người thấy. Dạ. Chứ cô như cô mà Hạnh Minh á, cô Hạnh Minh là ngay chỗ chùa Trà Kiệu này. Dạ. Là hồi đó cô lên cô cúng là cô biểu là Phật tử nái ra để cho chư vị vô cái dùng. À, khi thầy lên thầy nghe cô nói là thầy cũng sợ. Vô có đàn có đàn không? À, vô đó. Dạ. Nó nguyên đoàn đó. Có người, bộ cô nói kia là có người xe lăn, có người đi bộ, mà có người gì lấy. Mà thầy cũng lớn á. Yeah. Thì có một vị thần, một vị thần giữ cái khu vực này á, là cái vị đó là trên ngàn năm rồi. Yeah. Là cứ mỗi đêm á là Phật tử tới đi lên là đặng đi, vừa lên tới đây là nhìn ra đặng thấy. Thấy là bắt đầu chạy trơn, mấy chị chạy hết xuống lại. Yeah. Kêu thầy ơi, con sợ quá con không đây nữa. Thì mình đi lên thì mình cũng thắp hương rồi mình xin. Thì thầy mới cúng xong thì chư vị về ngự cũng, sư phụ cũng để cúng cũng lâu, cũng 2-3 tiếng đồng hồ. Dạ. Thì mới bị có gì chưa dùng á thì mời vô chùa. Trong chánh điện thầy vẫn để lại một mâm đó thì mới bị vô đó dùng. Chứ đừng hầu Phật tử tội họ tới dễ với họ tới chùa. Dạ. Mới bị hầu rồi mai mốt họ đâu có tới nữa. Đây là cái căn phòng của thầy nghỉ ngơi. Thì căn phòng nhỏ thầy sinh hoạt nghỉ ngơi uống trà, và con được biết là thầy về đây là hơn một năm. Dạ. Rồi thầy cũng biết được là cái lịch sử của ngôi chùa này cũng rõ đúng không? Dạ vâng ạ. Ở đây là đã có bao nhiêu đời ở rồi thầy? Nói đến cái đời mà quý thầy ở thì cũng phải gần chục vị rồi. Gần chục vị. Nhưng mà là họ ở tới đây họ chỉ ở không thôi, họ không có sinh hoạt hay là không có tu tập nhiều. Yeah. Nên là họ ở được đôi ba bữa có họ đi. Yeah. À, cái còn có một vị thì già lớn tuổi thì bảy mấy tuổi thì thầy đó ở được 76 tuổi thì vị đó cũng có gia đình rồi vô đây xin tu rồi ở đây thôi. Yeah. Vì trong coi và tụng kinh đồ đó thì được 5 năm. Yeah. Sau khi thầy về thì ổng thấy thầy đó kêu là hết duyên rồi thì thầy ra đi. Yeah. Đó, nhường lại cho thầy. Yeah. Dạ vâng ạ. Bây giờ là mình thầy ở đây. Dạ vâng ạ. Bây giờ thầy có mong muốn như thế nào không thầy? Thì nói chung thì ở đây thì mình cũng nói thật ra thì nói chữ mong muốn thì quý thầy thì ai cũng mong muốn là nơi này được nó thứ nhất là thịnh đó, dân chúng được bình an, đó là điều thứ hai. Và điều ba là có được mạnh thường quân thì hộ trì cho cái nơi này để thầy có thể là bạc mám những cái điểm mà sạt lở, là thứ nhất không gây hại đến bản thân thầy. Đó, nói thật ra là nếu như mà nó sạt lở mà thầy có bị gì á thì nó cũng thứ nhất là nó cũng khổ, mà thứ hai nữa là mất đi cái cơ ngơi mà mười mấy năm tạo dựng lên. Yeah. Thì thầy cũng mong là nếu như cũng nhờ anh Phi là nhiều lần cũng thầy biết đó là thầy nhờ anh là cũng rất là khó khăn. Không phải khó khăn đó, vì cái nơi này là chưa có nằm vô cái điểm của giáo hội Phật giáo. Là chưa vô dính vô giáo hội nên là sợ là bên anh nó khó. Nhưng mà bên thầy là rất là cái đó là dễ. Yeah. Vì nó nằm trong cái phạm vi của nhà nước phòng quản lý thì nó rất là, yeah, là dễ. Nó thuộc phạm vi của nhà nước nhưng mà mình chưa có gia nhập vào cái hội giáo Phật giáo. Dạ, mình không có gia nhập vào cái đó. Nếu như mình gia nhập vô cái đó thì nó cái này do quản lý của nhà nước mà cũng của giáo hội nữa, thì sau khi đó thì mình làm gì đó mình phải rất là rườm rà. Nhưng mà vừa rồi nhà nước cũng có nói kêu là thầy có muốn làm gì thì thầy cứ làm đi. Ví dụ như bọc móng hay làm mấy cái mà kè đó, cho chắc chắn đi thì thầy phải lo làm. Yeah. Đó, là vì mùa mưa nào nó cũng mưa lớn. Yeah. Đó, thì ở đây mưa lớn mà ngồi kia hỏng mưa nhỏ lắm. Mấy ngày đây vừa rồi là mưa rất là kinh, gió ghê. Yeah. Lắm. Đó, mà chùa ở đây thì cửa ngõ thứ nhất không cũng không có luôn. Yeah. À, anh thấy đâu có cửa. Yeah. Không, từ trên dưới không có cửa đâu nè. Yeah. Dạ. À, thì với là cái kè, chủ yếu là kè được cái bờ kè đó thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Yeah, đúng rồi.
nó sẽ là để cho mình an tâm hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thì cũng mong là qua cái clip mà con chia sẻ lên thì cũng có được những sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Yeah. Để về đây cùng thầy xây dựng chỗ này. Yeah. Để mong là ngôi chùa sẽ được thịnh vượng hơn, cũng như là người dân xung quanh đây được thịnh vượng hơn. Dạ vâng. Yeah. Nhưng mà trong tương lai thì thầy có mong muốn có đệ tử dạ, có, về dạ. đây luôn? À, mới đầu thì thầy có mới về đây thì có một vị đệ tử đó là Minh Quý á, thì pháp danh là Thanh Ngọc. Đó là lúc đó thì ảnh mới tới thì ảnh cũng bỡ ngỡ mà anh cứ ngại, thì ảnh mới đầu thì ảnh vô đây ảnh ở được nửa tháng hoặc gần tháng đó. Yeah. Thì cái vì cái là mẹ bệnh ảnh rồi về nữa đó, rồi mình cũng nhạy, mình cũng không có nói gì hết đó, rồi cái tâm của ảnh như thế nào thì mình cứ để cho ảnh. Yeah. Anh quyết định. Yeah. Rồi anh kêu thôi con tới đây con làm con quả này nọ, con ở với sư phụ, rồi khi nào đủ duyên thì con sẽ xuống tóc, khi nào mẹ con, ví dụ mẹ con mà mất đi thì con chỉ còn mình con thì con mới đi tu được. Yeah. Đó, thì mình cũng nói kêu thôi sư phụ thì cũng không có ai có mình con, hồi đó giờ cứ quy y của mình con chứ mấy, thì thôi nếu như con có duyên thì về đây ở với sư phụ. Yeah. Thì tu tập thì sư phụ cũng hướng dẫn cho con tu. Dạ. Rồi kinh kệ này nọ, rồi học hành như thế nào đó thì sau này sư phụ sẽ chỉ dạy cho con. Thì ảnh thì tính bọn ảnh biết rồi, trai thì mới hai mấy tuổi thì cũng còn rất là bồng bột nữa. Dạ. Chưa chững chạc, ân đi đây đi đó, rồi sáng này ở đây mà chiều nào chiều nó ở đâu đâu rồi đó. Dạ. Cái rồi thầy cũng cái thôi kệ, hồi nào đủ duyên thì tới, nhưng ở đây không ai ép ai. Nói chung là thì... khi mà con chia sẻ lên thì chắc là cũng có Phật tử hay là đệ tử nào là muốn về đây tu tập ở với thầy, rồi cúng dường để làm những cái sự việc cúng dường đó. Dạ vâng. Thầy cũng tiếp nhận hết đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ rồi thì qua chương trình này thì quý vị nào muốn về đây tu tập với thầy thì có thể liên hệ Phi để cùng Phi đến đây. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Tôi thấy là có thầy có trò này kia để cho nó đông đông xíu vô. Dạ đúng rồi. Ở đây thì có một mình thầy thì sáng phải dậy là đánh chung công phu, rồi bắt đầu dọn dẹp quét dọn xong xuôi là đến 6:30-7 giờ kém là thầy mới vô đi ăn sáng. Chỉ mì nấu mì ăn chứ đây cứ ăn mì không thôi. Ăn mì không. Yeah. Thì mì với phở, rồi đó Phật tử Đà Nẵng họ vô là cứ đem thùng phở, thùng mì. Rồi thầy ăn sáng rồi đó. Có nhiều lúc là mình công việc nhiều nữa, cái rồi mình phải làm ở ngoài Đồng Áng ngồi đây. Thì cái mình làm có nhiều lúc trưa là mình mệt quá rồi mình vô mình ngủ luôn. Yeah. Đó, ngủ luôn cái rồi chiều dậy cái chế có mì tiếp. Ăn mì, ăn mì đó, ăn riết luôn mà đấy. Cô đó kêu con đem cho thầy là một thùng mì, thùng phở mà đang mới có tháng thầy ăn hết rồi. Yeah. Đó, thì con tính là cứ mỗi một thùng á thì 30 gói, hôm nay thì sáng nào thầy cũng ăn, mà hai thùng mà 60 gói mà nay thầy làm nhanh nữa thì yeah. kêu thì sáng gói, trưa gói. Yeah. Chiều thì nhiều lúc ăn được không ăn cũng được. Yeah. Đó, nhưng mà buổi sáng phải ăn để mới có mình ra mình làm. Yeah. Đó, cái, vừa rồi cũng lên, mấy cô nó cũng lên, cũng đem thùng mì với thùng hủ tiếu nữa. Yeah. Đó, kêu thôi bữa sau là con vô là nửa tháng con vô lần. Yeah. Xa cô vậy là xa. Thầy cũng ít nấu được đúng không? Dạ ít nấu cơm, nấu được ít nấu nấu cơm thì có cô này thì cô cũng có phát tâm thì rất là tốt. Nhưng mà hoàn cảnh của cô cũng rất là khó khăn. Đó, cô thì ở nhà thuê. Yeah. Không có nhà. Đó, thì vô đây thì thứ nhất là nếu như một người đàn ông, một người phụ nữ ở thì rất là khó. Yeah. Đó, nên nhớ là thầy không có muốn là cô bị mang tiếng nữa. Thầy nói kêu thôi cô cứ ở với thầy thì ban ngày cô ở đây cô làm, rồi tối cô về ngồi đó. Rồi hàng tháng thì thầy sẽ đi cúng, đi kiến gì đó thì có tiền thầy trích ra thì cho cô 1 triệu. Yeah. Để cô trang trải cái công việc của cô. Yeah. Đó.
thì cô cũng đồng ý, thì dưới đó cô ở, chứ còn bữa tối thì một mình thôi, bữa tối một mình đó. Mà Phi thấy chỗ này á, rất là tiền để ai đến để tu tập đúng không? Dạ đúng rồi, nếu đúng. Như tu tập là lên đây là chính xác. Nó vừa đẹp mà vừa mát mẻ, rồi nó yên tĩnh. Nó tập hợp đủ cái đúng không thầy? Dạ vâng, ở đây là yên tĩnh, là nó về tu tập mà lên đây tu là chính xác. Thì nơi này là mình không có bận biểu di chuyển thế gian nữa. Thì mình lên đây được. Nhưng mà như thầy á, thì thầy lên đây á là tuy á, mình vừa tu tập là mình phải còn hoạt động nữa chứ. Phải không? Phải có hoạt động. Rồi Phật tử còn hội Phật tử tới đăng ký để tới đây để tu tập. Đó, như hàng tháng là có quý đoàn Đà Nẵng vô là họ cũng tụng kinh trì chú. Rồi cúng thai nhi. Thì thầy vẫn hoạt động. Rồi các hoạt động như cơm cháo từ thiện đồ này nọ thì thầy tự phát tâm ra thầy làm, thì nhờ bên phụ nữ thôn xã đồ họ nấu, còn mình chỉ là hỗ trợ tiền. Chứ còn nó mà về đây mà nếu như ông trụ trì mà ở đây chỉ tu tập không thì ai tới? Nó thật ra không ai tới hết, vì họ chỉ có những cái mà du lịch họ tới thôi. Như du lịch mấy ông Tây tới thì biết rồi, Tây họ tới thì họ tới họ chụp hình là chính. Chứ họ đâu có phải là tới họ lễ lại đâu. Một mình thầy ở đây rồi, thầy có gặp những cái khó khăn như thế nào không thầy? Thì mới đầu thì rất là nhiều chứ, khó khăn lắm. Thì về thì thầy bỏ ra số tiền là thầy đi tu ở đó cũng được mười mấy năm rồi. Tính bây giờ cũng phải 15 năm. Thì thầy có kiểu là Phật tử cúng dường thì thầy cắt. Thầy cắt lại, cái thầy dành dụm đến khi bây giờ thì bỏ ra thì cũng được cũng mấy chục triệu, trăm triệu chứ, đó là thầy làm hết toàn bộ hết lại rồi. Đến bây giờ là trong túi hết tiền là hết làm á. Nếu thầy mà thầy còn tiền là thầy làm liền. Cái rồi trong năm ấy, thì thầy khi thầy về thầy làm thì nó âm lẳng nợ á, là thầy phải đi vay tiền ở ngoài. Thầy trả tiền cho họ thì sao vẫn nợ. Nhưng đến Tết thì Phật tử họ Đà Nẵng vô họ cũng có ủng hộ để lo cái phần trả nó để cho thầy ông khỏa cái phải đi trả tiền ngân hàng tiền này kia. Kia thôi để bọn họ hỗ cho thầy ít ít trả. Rồi đến bây giờ cái kinh phí nó hết đi rồi là thầy sẽ không làm nữa. Chứ ví dụ như ở đây toilet á, thì ngày xưa họ làm á thì nó không có kỹ bằng như mình. Đó, họ làm bằng cái thùng phi á, cái hàm chứa mà cái thùng phi á thì bây giờ nó lãng ngạt. Lãng không có rút. Đó, là mình phải đục hết ra, giờ mình phải làm lại từ đầu. Đó, thì mới được. Đó. Còn đây á, như chung á, là thường á, là họ có họ làm cái lò chung á, là nó phải nói chung là cách cái chánh điện ra, với hoặc là không phải rộng rãi để mình đánh để cho nhiều người nghe. Chúng sanh nó nghe được, chứ còn đánh mà mình nghe không thì không được. Phải để một cái chỗ địa điểm nào đó, điểm nào đó khoảng trống là mình đánh lên đó là những cái vị ở ngoài họ nghe được. Vì cái khu này là thai nhi, phía ngoài này có cái điểm thai nhi, có cái nghĩa địa thai nhi. Nghĩa trang thai nhi ngay chỗ này. Bên này là cái nghĩa địa. Mà mỗi lần mình đánh chung là họ rất là đông, mà mỗi lần cũng thấy là hắn đi một đoàn đoàn họ đi vô. Ok vậy hả? Thấy luôn mà. Thầy thấy luôn đó. Không, thầy không thấy mà có người thấy. Sư cô như cô mà Hạnh Minh á, cô Hạnh Minh là ngay chỗ chùa Trà Kiệu này. Là hồi đó cô lên cô cúng là cô biểu là Phật tử né 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 ra để cho chư vị vô cái dùng. Khi thầy lên thầy nghe cô nói là thầy cũng sợ. Vô cô đàn có đàn luôn. Vô đó. Luôn nguyên đoàn đó. Có người, bộ cô nói kia là có người xe lăn, có người đi bộ, mà có người gì lấy đó. Mà rất là đặc biệt. Trước giờ là thầy ở đây rồi thầy có thấy ai không? Thầy không thấy ai đó, nhưng mà Phật tử thì thấy. Như cúng mà thầy bẻ thầy cũng thấy á, mà thầy cũng lớn á. Thì có một vị thần, một vị thần giữ cái khu vực này á, là cái vị đó là trên ngàn năm rồi.
là cứ mỗi đêm á là Phật tử tới đi lên là đặng đi, vừa lên tới đây là nhìn ra đặng thấy, thấy là bắt đầu chạy hết trơn, mấy chị chạy hết xuống lại. Nhưng kêu thầy, thầy ơi con sợ quá con không đây nữa. Thì mình đi lên thì mình cũng thắp hương rồi mình xin, thì kêu thầy mới cúng xong thì chư vị về ngự cũng sư phụ cũng để cúng cũng lâu, cũng 2-3 tiếng đồng hồ. Thì mới bị có gì chưa dùng á thì mời vô chùa, trong chánh điện thầy vẫn để lại một mâm đó, thì mới bị vô đó dùng. Chứ đừng hầu Phật tử tội họ tới dễ với họ tới chùa mới bị hầu rồi mai mốt họ đâu có tới nữa, thì ai cúng cho mình dùng đó. Mấy vị dùng trước thì thầy dùng sau, mà giờ chờ mấy vị hầu đó rồi họ không có tới nữa rồi, rồi mấy vị không có thì thầy cũng nhịn luôn đó. Như vậy cái sau thời gian họ không thấy nữa à, có nghĩa là Phật tử thấy một vị thần núi đó. một thần núi một vị mà... đó là mặc đồ trắng bốc luôn, trắng bốc luôn à, mà cô nó kêu là không thấy chân, không thấy chân nữa. Không thấy chân à. Mà sao mà thầy biết trên 1000 năm thì có ông sư huynh của thầy đó, là ông sư huynh với lại một vị thượng tọa đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, là cũng có về đây rồi thì thượng tọa có nói là ở đây có một vị thần một tuổi ít nhất là trên ngàn năm tuổi trên ngàn năm tuổi là cai quản cái nơi đất ở đây, cai quản cái khu đất này. Thầy cố gắng tụng kinh để hộ cho ổng, ổng vẫn sanh được á thì mình mới yên được. Thì về đây theo đó toàn là cúng không à, thầy cúng thai nhi là chính. Cái thai nhi phía ngoài này rồi cúng đây, thầy cúng liên tục. Thai nhi là tập hợp ở khu vực Duy Xuyên mình hả thầy? Không, nói chung là tất cả luôn ở Duy Xuyên mình là đều hồi đó là ngay chỗ Tô Chim. Tô Chim. À, tất cả những cái ngôi mộ mà những nó là không thân nhân á là đưa hết về đây. Vô danh rồi đó hả? Vô danh, bất kỳ vô danh là không kiểu là không tên tuổi. Nhưng mà biết đâu là cái những cái vô danh đó là họ chết vì bơm đoạn hay chết vì cái gì mình cũng không biết, rồi đưa hết về đây thì không có gì hết rồi đó, rồi họ mới phớt cái tâm ra họ làm cái bộ mộ vậy đó, rồi mới làm thành ra là cái nghĩa trang thai nhi luôn. Hiện tại là nghĩa trang thai nhi nó thầy có nhớ là bao nhiêu mộ trong đó? Trên 2000 ngôi mộ. Trên 2000 ngôi mộ. Dạ. Về phần thai nhi không đó? Dạ, phần thai nhi không đó. Rồi những cái phần mà có người á, cái xa còn cái khi mà đào ở dưới cầu chìm lên này á là còn có còn một số cái thành phần á là được chôn phía trước á là vẫn làm mộ. Dạ. Còn có cái mà thai nhi á chỉ là một cái nấm thôi. Dạ. À, nói về ông thần núi mà trên 1000 năm á, thì những Phật tử là thấy được và họ thấy. Dạ vâng. Mới đầu thấy thì sợ, sau đó thì thầy xin là ông thần núi nó không xuất hiện nữa. Dạ vâng. Thì ổng là cứ mỗi lần mình cúng lớn như đó là ổng sẽ xuất hiện. Mà cúng xong rồi mới xuất hiện. Ổng xuất hiện là ổng cứ hoàng miết phía trước cái chánh điện đó. Thì mới đầu thì tập trung Phật tử là xuống đây là buổi tối là ăn xong rồi á là bắt đầu dọn rửa chén á là ổng ở trên đàng hoàng, ổng ở trên đó ổng đi trên đó buổi tối thầy. Buổi tối á nó là cũng phải 8 giờ. Có cô này cũng biết, cô nó cũng thấy rồi. Không phải là cô thấy hay không thầy không biết, là cô thấy không. Nhưng mà cái cô này á thì biết được, cái vì cái cô này là hồi đó có ở đây. Là cô kia thấy rồi cô mới chạy xuống, cô mới kêu. Là cô kể lại như vậy, cô thấy những thứ gì là cô kể lại, tất cả ai cũng thấy. Ai cũng biết nên thầy ở kêu mô để thầy lên thầy coi. Nhưng mà khi mà thầy lên thì không có ai giống đi lên hết. Cái mình thầy thôi, mình thầy lên. Mà nói chung thì cứ lên là cái mỗi gà ốc nổi lên nữa. Mà từ hồi đó giờ thầy chưa thấy cái đó. Nhưng mà giờ trừ nghe được cái đó là cũng nổi gà ốc lên liền. Mà thầy có sợ không? Không, thầy không có sợ. Nó sợ là ở đây không sợ mà thầy nổi gà ốc à, khi mà thì kiểu có một người mà khi đó lên trên đó nổi gà ốc là kiểu là có người đó đoan hiện tượng, đoan hiện diện ở đó luôn, nhưng mà là mình không cho mình thấy thôi, mình cảm nhận được đó. Cảm nhận được. Thì thầy vô ta thắp hương xong thầy vé lại Phật xong thầy ra thầy lại, thì cái nồi hương mà bự phía trước cái chánh điện á là cái vị là thắp vì cái vị đó. Đó. Thầy ra thầy thắp là thầy nói kìa, nồi hương là để dành riêng cho vị đó. Này ha,
mới bị hưởng cái hương khói là từ ngay cái nồi hương này. Yeah. À, thì mấy vị không nên là hù ở đây. À, mấy vị hù ở đây là mấy vị không có dùng thì thầy cũng không có dùng. À. Yeah. À, nên là mấy vị hộ cho thầy được á, thì hộ, còn không hộ được thì mấy vị đừng hù. Yeah. À, chứ không phải nhiều Phật tử rồi chứ không phải là một mình chi là người này người kia. Yeah, yeah. À, rồi cái rồi rất là bắt đầu tối là bữa sau á, nếu như thầy có cúng thì mấy vị dùng xong rồi mấy vị muốn gặp thầy á thì mấy vị để chờ 12 giờ á, mấy vị vô gõ cửa đó. À, thì thầy sẽ mở cửa rồi ưng muốn gì thì làm gì thì làm, chứ Phật tử là riêng để Phật tử họ tới chùa chứ hầu hết họ chạy mất. Yeah. À, mà các cô đó bây giờ cũng ít vô chùa luôn, sợ luôn hả? Sợ á. Yeah. Sợ đến nỗi mà không dám vô chùa lâu nay không thấy luôn á. Yeah. À, phải vô là phải dẫn hai ba người đi bỏ mới đi chứ là bỏ không đi. Yeah. À, ngày khu vực này buổi tối nó trên núi biển rồi nó vắng sao. Dạ, nó vắng lắm buổi tối. Còn thì ban ngày thì bình thường thôi chứ còn dạ, ban ngày thì bình thường rồi. Ở đây thầy có trồng trọt được gì không? Không, ở đây là không, vì riêng núi với lại là hắn chỉ là thích hợp với là cây lá tràm thôi. Yeah. Chứ còn trồng cái gì nó cũng không ra trái á. Không ra được hả? À, mít mà trồng 7 năm rồi không có trái mùa đó. Yeah. À, mít mà trồng 5-6 cây đó chứ 7 năm rồi cũng y 7 năm đó. Lên thôi, vẫn đọt khóm xong đoạn rớt hết. Yeah. Yeah. Không đậu trái luôn. Không đậu trái luôn. Trồng cái gì cũng không được thầy ạ? Không trồng được cái gì hết. Chủ yếu là cây keo lá tràm thôi. Dạ. Yeah. Rau này kia cũng không trồng được hả? Dạ không, rau thì trồng ở dưới kia thì nó khô tưới miết, nước bơm không được. Yeah. Mà sách dưới hồ thì không cho. Dưới hồ không cho hả? Ừ, vì cái hồ nước đó là hồ nước của dân, của xã quản lý. Thì xã nó hợp tác với lại dân, thì cái nước đó là để tưới lúa họ. Thì mình xuống mình múc là họ nói. Yeah. Họ kêu nếu như chùa mà muốn dùng thì phải đóng giếng đi. Yeah. Ừ. Bây giờ mong muốn là có một cái giếng để cho thầy tiện sử dụng, với lại cái điểm, những cái điểm mà sạt lở sắp tới cũng sắp vào mùa mưa rồi, thầy cũng trong lòng thầy cũng rất là bất an khi mà có những cái điểm sạt lở như vậy, thì cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề tu tập của thầy, thì cũng mong là qua chương trình thì mong quý vị Phật tử ở khắp nơi cũng như là các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân trợ duyên giúp đỡ cho thầy có thêm cái nguồn kinh phí để thầy được đóng một cái giếng cũng như là sửa lại cái điểm mà sạt lở cho thầy an tâm hơn thầy ha. Dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Chỗ này thì cũng không có nóng lắm thầy ạ? Dạ không, nếu như mà cỡ 12 giờ 12 giờ rất là nóng. Dạ. Bên này có phòng, bên này có máy lạnh. Yeah. Mà phòng máy lạnh là có phòng của ba cái vị ngày xưa. Yeah. Ba cái vị đó là họ tự họ bắt ra, họ bắt để họ nghỉ. Họ ra là họ nghỉ, mình không được xài. À, mình, như thầy là không được xài rồi đó. Mình không được, không có quyền vô đó. À, không có quyền xài. Ông kia có cửa mà có mở thì thầy cũng được vô mà. À, khi mà ông đi là ông nói trước là đó. À, ông đi mà nói trước là thầy mà có ở rồi thầy làm gì là làm, nhưng mà cái riêng cái phòng đó thầy không được vô. Yeah. Vì có không cửa có mở thầy cũng không được vô, thầy vô thầy làm gì là làm nhưng mà không được vô ở. Yeah. À, vì cái phòng đó là dành riêng cho ba ông, là kỷ niệm của ông ngày xưa đã nằm ngay chỗ đó. Yeah. À, nên là cái phòng đó không ở, thầy cũng không ở. Ngày xưa thầy cũng về thầy ở, thầy cũng ngủ được một đêm là thầy cũng đi. Yeah. À, thầy cũng đi ra thầm. Yeah. Ở được. À, kiểu là cứ nằm không ở, yên giấc bồn tròn bồn tròn. À, cái bồn tròn cái là họ ràng đó là. Ừ. Bữa sau động mới nói đây là cái phòng, đây là phòng kỷ niệm của bọn con ngày xưa đây là làm cái phòng này, là bọn con nằm dưới đất rồi nằm trên giường cũng nằm cái phòng này. Yeah. Nên thầy ở không được đâu. À, trừ khi là sau này bọn con chết hết đi rồi thầy mà đập ra thầy làm gì thầy làm. Yeah. À, chứ còn bây giờ thầy không ở được. Nói chung trên ngọn núi này, trên cái chùa này thì có rất là nhiều cái mà nhiệm màu đúng không thầy? Dạ. Rất là nhiều cái nhiệm màu, linh thiêng, nhiệm màu. Như thầy đã chia sẻ từ nãy đến giờ thì quý vị cũng đã hiểu được cái phần nào. Cũng mong là qua chương trình này thì có một số Phật tử hay là quý vị
đủ duyên đến đây để chiêm ngưỡng, cũng như là muốn tu tập thì về đây để tu tập cùng thầy. Một lần nữa thì con cũng xin tạm dừng chương trình tại đây, cũng mong là qua chương trình sẽ có thêm nhà hảo tâm quý vị Phật tử để trợ duyên giúp đỡ thêm nhà thầy. Mô Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, tổng phê nhà.